Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái chương trình Cal App. Cal App là một cái chương trình để chúng ta biên dịch cái code viết bằng ngôn ngữ Sharp và chúng ta sẽ biên dịch lại thành cái ngôn ngữ CSS. Thì tôi sẽ đi download và cài đặt nó như sau. Tôi sẽ có Cal App. Đây, thì tôi sẽ đi vô cái trang Cal App này. Rồi tôi sẽ đi đây, tôi sẽ đi chọn cái phiên bản để tao download, rồi chọn cái phiên bản trong Windows. Rồi tôi vô save file. Như vậy là tôi đã download xong, thì tôi sẽ đi vô cái folder chứa. Và tôi cũng chuyển nó về cái folder scale của tôi đây, tôi sẽ chuyển cho một cái folder như vậy và tôi sẽ đi giải nén nó ra, tôi sẽ giải nén nó ở đây. Rồi nó đã giải nén xong, và tôi sẽ đi vô folder cao app và tôi sẽ đi tạo ra một cái shortcut ở desktop, thì tôi sẽ chọn CentOS desktop create shortcut. Rồi tôi đã desktop thì tôi đã có thêm một cái icon Cal App như vậy và tôi mở lên. Đó, thì cái giao diện của cái chương trình Cal App hiện giờ nó như vậy. Và tôi sẽ sử dụng cái chương trình này để vào biên dịch cái code viết bằng ngôn ngữ Sharp trở về cái code mà thuộc ngôn ngữ CSS, thì tôi sẽ sử dụng cái chương trình Cal App này ở các video tiếp theo. Thì như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là cài đặt xong cái chương trình Cal App này, thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.